sở y tế tỉnh phú thọ đã tổ chức chương trình hiến máu giọt hồng blue trắng đất tổ kêu gọi tình nguyện viên là các cán bộ y tế hành động thiết thực song song với các hoạt động chuyên môn tặng những giọt máu quý giá của mình cho những người bệnh đang cần đến để có thể tiếp tục duy trì sự sống Hiện nay lượng máu được cung cấp chỉ đáp ứng khoảng 54%, còn nhiều trường hợp người bệnh chưa tiếp cận được máu cũng như là các chế phẩm về máu. Tại tỉnh Phú Thọ thì nhu cầu sử dụng mỗi năm là khoảng hơn 20.000 đơn vị máu. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến cho lượng người hiến máu giảm, trong khi nhu cầu cấp cứu và điều trị dịp Tết lại rất cao. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình hiến máu của ngành y tế thành nhiều đợt để tăng cường máu dự trữ cũng như là đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Tại buổi phát động đã có hơn 200 cán bộ y tế tham gia hiến máu và dự kiến là sẽ thu về trên 2 trăm đơn vị máu